Ngày 3 tháng 1, đồng chí Nguyễn Thái Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã chủ trì phiên họp lần thứ 24 Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh cho ý kiến về báo cáo tiến độ thẩm tra các nội dung trình kỳ họp chuyên đề lần thứ 10 và một số nội dung quan trọng khác. Tham dự phiên họp có đồng chí Trá A Của, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại phiên họp, lãnh đạo các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh đã báo cáo tiến độ thẩm tra 10 nội dung tờ trình và dự thảo nghị quyết do Ủy ban nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp chuyên đề lần thứ 10, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 15. Qua thẩm tra, các nội dung đã được các cơ quan soạn thảo, Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu, giải trình trực tiếp tại hội nghị. Một số nội dung các ban đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng báo cáo tiếp thu giải trình. Đại diện các cơ quan soạn thảo cũng đã báo cáo giải trình làm rõ một số nội dung sau thẩm tra với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thái Hưng đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan soạn thảo phối hợp với các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp thu chỉnh sửa các nội dung dự thảo nghị quyết, đảm bảo căn cứ pháp lý, khoa học, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ theo dõi và tổ chức triển khai thực hiện. Phiên họp cũng cho ý kiến vào chương trình công tác, chương trình giám sát năm 2023 của các ban Hội đồng nhân dân tỉnh, chương trình công tác năm 2023 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh cho ý kiến và báo cáo kết quả giám sát thực hiện các quy định của nhà nước về đấu thầu mua sắm tài sản công tập trung tại các cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2018-2021. Kết quả khảo sát thực hiện nghị quyết số 93-2022 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về kết quả giám sát tình hình thực hiện các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh về danh mục các dự án nhà nước thu hồi đất cho phép sử dụng mục đích đất giai đoạn 2016-2020.